Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của các bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của các bạn nhiều sức khỏe và luôn có nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn đầy năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em một mẫu xe tải đến từ Ấn Độ, Tata Super Ai, phiên bản thùng mưa bạc dài 26, đời 2021, nước sơn màu trắng nõn nà xinh tươi như thế này. Đó, xe cũng cực kỳ rất là đẹp, tăng 2 máy dầu anh em, đời 2021. Niên hạn sử dụng đến 2046. Ghế thì bọc nỉ ba chỗ, hai chỗ ngồi, xe này hai chỗ ngồi anh em, sang trọng. Khung gầm rất là chắc chắn, không mục mọt. Đường kính mâm là 14 inch nha anh em. Máy dầu dòng Tata Super này chạy cũng rất là ổn định, do nhà máy TMT lắp ráp và sản xuất. Đó, thùng tiêu chuẩn sàn sắt thôi. Thùng kèm về tiêu chuẩn sàn sắt dập sóng. Cái vách của nó thì không có mở được nha anh em. Thùng này đóng từ bựng hùng lửng lên dạng đóng chết cố định đó nè. Đó, nếu anh em thích cái dòng xe thùng mưa bạc tháng 2 máy dầu này thì cứ liên hệ trực tiếp với mình, hoặc có thể xem xe trải nghiệm và lấy thử. Khối lượng toàn bộ là 2,7 tấn, khối lượng bản thân là 1,4 tấn, chiều ngang của cái thùng là 1,460 m, chiều cao là 1,450 m nha anh em, ngang 1,5 m, cao 1,5 m, dài 26 nè. Đó, nói chung là vậy. Sexy thì bao giờ bao cứng, vỏ lớp ga cũng còn rất là cao, không mục mọt, cabin rộng rãi, thoải mái. Với mức giá dự kiến chào bán cho anh em siêu phẩm này là 165 triệu nha, bao rút hồ sơ gốc. Cho anh em quý hàng trực tiếp đi xem xe và trải nghiệm xe với mình, vô lăng trợ lực nhẹ nhàng, xe được 50.000 km, 5-6 tiếng một số lùi. Nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp mình, hoặc đến xem xe trải nghiệm lấy thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì hãy xin em nói về phục vụ mục đích kinh doanh vận tải vận chuyển hóa của anh em quý hàng các bạn. Tata Super máy dầu 1,2 tấn thùng dài 26, đời 2021. Cảm ơn anh em quý khách hàng cùng các bạn đã theo dõi cái video này. Xin chào hẹn gặp lại anh em quý khách hàng các bạn trong những cái video báo giá tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào hẹn gặp lại nha.